Cứ sau mỗi vụ thu hoạch lúa thì những làn khói đốt trọng này xuất hiện khắp nơi, có lúc làm trắng cả tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông và gây ra tai nạn. Tại vựa lúa của cả nước, mỗi năm, đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch khoảng 24 triệu tấn lúa, tạo ra khoảng 27 triệu tấn rơm rạ. Trong đó, đến 70% rơm rạ đốt trên trồng hoặc dùi trong đất. Điều này làm ô nhiễm môi trường, đất đai thoái hóa và hơn hết, người dân đánh mất mỏ vàng. Tin tức Mekong hôm nay xin gửi đến quý khán giả những cách mà nông dân biến rơm thành tiền. Mỗi hecta lúa sau thu hoạch để lại 12 tấn rơm. Nhóm nghiên cứu IRI dùng máy đảo trộn đầy xử lý rơm thành phân bón hữu cơ, bón lại cho đồng ruộng và cây trồng. Còn đây là những cọng rơm thô sơ được hóa thân thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ được nhiều khách quốc tế ưa chuộng. Chậu làm ra từ rơm thì nó giúp cho là người dân cũng tăng thu nhập, nhưng mà nó cũng là thân thiện với môi trường. Đặc biệt là cái này thì ở nước ngoài họ rất là thích. Hiện nay là đưa ra thị trường khách hàng rất là hân hoan, có một cái tính thân thiện môi trường, cái tính chất xanh ở trong đó. Cho nên là họ rất thích, nhu cầu là bắt đầu tăng. Sắp tới đây thì cũng đặt ra vấn đề là phải sản xuất như thế nào là hàng loạt. Anh Nguyễn Văn Hận ở xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ mạnh dạn biến rơm thành phân hữu cơ, kết hợp làm lúa theo hướng 3 giảm 3 tăng và trồng qua xung quanh bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch. Hiệu quả rõ rệt khi giảm 2 lần phun thuốc, phân bón cũng nhẹ hơn so với xạ thông thường. Qua đây hướng đến canh tác thông minh. Giảm hơn ở đẳng là khoảng 2 cử đó. Ở đẳng thì cũng như tới cử mình xịt, nếu không xịt thì sâu gầy. Còn đằng này là nhằm cái là tôi bỏ luôn, tôi xịt cũng như hồi... Nói chung là thuốc bệnh thuốc sâu ngang hầu gì từ bắt đầu nó từ nhỏ tới cắt luôn được 3 lần đó. Có chương trình này thì tụi tôi là theo cái chương trình này chứ không bỏ, thấy là nó hiệu quả là tụi tôi mê rồi đó. Trồng đấm trơm là giải pháp hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu Long theo mô hình kép. Trơm ủ trồng đấm, sau đó lấy bã trơm làm phân hữu cơ. Ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mỗi năm có thể thu về khoảng 7 tỷ đô la Mỹ từ đấm trơm, giúp 1 triệu lao động có việc làm. Đặc biệt, khi phụ phẩm được xử lý đúng cách sẽ mang tới lợi ích cao hơn cho sản xuất nông nghiệp. Tái sử dụng rơm rạ đang là xu hướng được các nhà khoa học nghiên cứu khuyến khích nông dân miền Tây áp dụng. Bởi nông nghiệp tuần hoàn tạo lợi ích cho chính người trồng lúa, bảo vệ môi trường, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.